Rồi em chào tất cả anh em nha. Em chào tất cả bà con cô bác. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Đất Thắng anh em. Em mới thu khách một cái máy văn ma, cái này là hát máy gom. Nãy con có nhìn thấy không? Cái hát máy mà em nhìn em không biết, nhưng mà em chỉ biết là thằng này nó rất là lớn anh em. Cái này dây bạc đạn. Em nhìn em cũng biết nó là hát máy, nhưng mà thùng dầu nhìn là biết em biết hát rồi. Hát hết máy á. Thường thường nó đóng trước nè con ơi. Đây 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 đây, đúng rồi, có. Hát hết 70 anh em ơi. Hát hết 70. Còn số sơ ghi là 004502. Cái này em mới thu khách nha anh em. Cái này khách đổi máy rồi bán lại máy này. Là vì cái máy này anh nói là anh chơi nhỏ, anh đổi lại cái máy lớn hơn nha. Thì cái bue nó, để con lấy bue đưa cho bà con mình coi. Cái bue thì cái cây nó dài phèn gì nè anh em. Cái này anh em nào mua thì nữa em đưa lại cái bue này, anh em muốn gắn cái gì gắn, nó dài ra nó chỏ ra vậy nè. Đó, cái bue thì nó dài phèn vậy nè. Em không biết cái đó thiết kế cho anh gì mà bue rất là dài. Còn két nước thì anh em nhìn thấy, em lúc đầu em nhìn thấy là em tưởng là nó bị xì nha anh em. Nhưng mà nhìn nó xét gì nè, nó dung lóc nhìn rất là xét. Nhưng mà đặc biệt két nước không chảy nha anh em. Hồi lúc mà em mua là em cũng có giao kèo với người ta là két nước chảy là em không có lấy. Anh em nhìn nè, nên là bao anh em có vụ két nước là không chảy. Em không thấy làm lạ là nó nhìn nó xét nhưng mà nó không chảy anh em ơi. Còn máy thì ngoại hình nó vậy đây. Nhưng mà đời bạc đạn nha anh em, HS70. Đời bạc đạn, cái bu thì người ta thiết kế người ta chơi cái bu nổ vậy nè. Cũng kiểu cọt dữ lắm ạ. Còn nút này thì nhìn không thấy. Với đặc biệt thêm một cái nữa là cái này người ta thiết kế bằng xài bằng dây ga, nên cái này không có tay lên ga đây anh em. Em mắc buộc con dây nè, để em quay em test thử cho anh em bà con cô bác mình coi ha. Không có cái tay lên ga chết. Mày này người ta xài ga sống à. Đó, ngoại hình thì cái bình dầu thì không có lủng. Em bao với anh em là không lủng. Dầu còn minh mông đại hải luôn. Nói chung là dầu rất là nhiều. Máy này bị người ta đang sử dụng luôn anh em. Cái này anh em mua về bơm nước, bỏ đồng bỏ ruộng thì không bao giờ sợ mất. Lý do là nhìn nó quá xấu. Nhìn nó xấu quá thì em nghĩ là cái anh em cũng an tâm hàng. Dưới thứ hai nó làm sẽ bán cái giá rẻ lại cho anh em bà con cô bác mình xài. Còn nhà con test dụng cái gục. Cái nẹt cho bà con cô bác mình coi á. Bà con móc lên. Dùng máy rồi rất là nhảy. Còn âm tí kịch 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 luôn anh em. Anh em bỏ đồng bỏ cháy luôn. Này bơm nước kịch luôn. Thấy âm tôi rất thật luôn anh em ơi. Rồi em cũng xin báo giá cho bà con cô bác mình luôn ha. Là cái máy này em tính cho bà con mình là 3.2 triệu. Còn phí ship cái này em tính anh em là 300.000 anh em. Này chắc hơn 300.000 quá. Mà em tính 300 thôi. 3.5 triệu em bao ship toàn quốc ha. Còn phương thức thanh toán thì đơn giản, bà con với cọc em tiền phí ship được rồi. Còn còn lại thì anh em shipper giao hàng tới nơi thì anh em cứ việc test máy ha. Test máy thoải mái. Còn máy thì em kèm theo cái bue gì nè. Vậy anh em muốn gắn đâu thì anh em gắn ha. Hoặc là thiết kế gắn cho nó cục lại thì anh em gắn. Còn riêng về phần máy thì em bao nổ. Còn khi em mua về là khách người ta chạy máy ra luôn anh em. Chạy máy ra thì hoàn toàn em không can thiệp gì hết. Là em bao nó tình trạng gì nè. Quay một cái chạy, quay một cái chạy.
hơi nó còn chắc dưới dòng này bạc đạn anh em xài bền lắm anh em. Anh em nào có làm được thì hú em ha. Rồi em cũng cho em cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác mình đã ủng hộ kênh của em bấy lâu nay. Anh chúc cho anh em có một buổi chiều thật vui vẻ anh em ơi. Rồi chào tạm biệt anh em.